năm cứ từ tháng 4 trở đi đó thì là miền Tây mình sẽ bước vào mùa mưa. Mưa xuống ướt trời ướt đất thì cũng là cây trái được tưới tắm đầy đủ, trổ lá non xanh mướt. Mấy cái loại hoa rau mọc hoang dại tự nhiên ở trong vườn nhà, ở các mé ruộng nè. Mùa khô đó nó trụi đi đâu không có biết, nhưng mà cứ hễ vài trận mưa trút xuống thôi là nó lún mình lên một cách mở màn. Trời mưa xuống thì cũng là lúc mà các loại tôm cá nè, ếch nhái nè, cua ốc nó kéo theo về, con nào con nấy mập ú hạ. Mưa xuống có chút ướt át, có chút lạnh lùng, nhưng kéo theo đó cũng là biết bao nhiêu loại sản vật ngon lành, đậm đà phong vị phương Nam, cũng như những niềm vui rất lạ. Không biết bởi do sự sắp đặt của thiên nhiên hay do lòng người yêu mến sự hiền hòa của thời tiết miền Tây Nam Bộ, mà người ta dù ở gần hay ở xa cũng đều thương mến gọi mảnh đất này là quê hương hai mùa mưa nắng. Cái mưa, cái nắng ở xứ này, nó cứ đều đặn tới rồi đi một cách quen thuộc và gắn bó lâu dài với đời sống của bà con ở đây. Nắng phương Nam vàng ươm, còn mưa phương Nam thì dầm về ướt trời ướt đất. Những trận mưa tuy có khiến đời sống người dân thêm nhiều phần bất tiện, nhưng người ta ai cũng yêu những trận mưa trút xuống nơi này. Mưa tưới mát ruộng đồng, mưa cho cây cối tốt tươi, mưa cho rau lá non mướt, mưa cho tôm cá sinh sôi. Những trận mưa mang về nhiều sáng vật và cái lạnh lạnh mát mẻ khi trời mưa sẽ giúp cho bữa cơm gia đình tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng lại bắt cơm và ngon miệng hơn rất nhiều. Có những bữa chiều mưa rả rích hoài không dứt, mưa cho nước ruộng, nước đìa tràn cả lên bờ đi, vườn tược. Vậy là mấy con cá ham vui lại có dịp lóc lên trên bờ. Người nông dân đi ruộng nhìn thấy là giơ tay túm gọn liền. Để chiều đó, cả nhà sẽ có món canh chua cá hay cá kho ấm bụng. Mùa này nấu canh chua hay kho cá mà nấu chung trái giác thì phải nói là hợp vui nhiều lắm. Sa mưa rồi những dây giác lại đâm chồi xanh mướt, rồi ra trái tròn căng mập ú. Trái giác hái về, lựa ra mớ nấu canh chua với bông súng, cho màu nước canh tím tím. Mớ thì kho cá cho đậm đà. Hai món ăn đơn giản thôi, nhưng khiến cả căn bếp nhỏ cứ thơm lừng một mùi thơm vô cùng hấp dẫn, và khiến những thành viên trong gia đình cũng nhai rất ngon lành. Vừa ăn lại vừa tấm tắc khen ngon quá là ngon. Thiệt không sai chút nào khi nói mùa mưa là mùa của tôm cá, ếch nhái. Bữa cơm gia đình vào mùa này toàn là những món đặc sản đồng quê mà tía bắt được ngoài vườn ngoài ruộng, hay được mua ở chợ quê với giá rẻ. Thứ nào cũng tươi rói, nhìn phát mà ham. Tép mũi nhảy soi sói, ớt thì cột thành từng sâu dài, cá thì đủ loại bày sẵn ra mâm chờ người mua về. Má đi chợ mà có mua được sâu ớt đồng ngon là bữa đó cả nhà sẽ được chiêu đãi món thịt ớt nấu canh chua lá giang và ớt kho sả ngon nức bụng liền. Mưa xuống, dây lá giang mọc lên tươi tốt ở bên hè, hái vô nấu nồi canh chua nóng hổi cùng thịt ớt dai chắc thì không gì ngon bằng. Nồi canh sôi trên bếp, mùi thơm dịu dàng bay thiệt xa. Kế bên là chảo ớt má kho chung sả ớt đang kẹo lại, ngả màu nâu bóng và dậy hương vị nồng nồng thơm phức. Bữa cơm quê với món ăn từ con ớt nhà quê giữa những ngày mùa mưa thiệt là ấm nóng và ngon lành biết chừng nào. Trong tâm trí của những người đi xa quê hương, nỗi nhớ quê của họ không hiển hiện chút gì là cao sang, mà trái lại chỉ là những gì chân chất nhất của quê mình. Nhớ hoài những buổi chiều mưa dầm về không ngớt là tiếng ếch nhái, tiếng ẩn ương lại cứ kêu quền oan, quền oan, nghe não nề vô cùng. Nhưng có ai mà ngờ cái âm thanh quen thuộc đó của mùa mưa miền sông nước lại trở thành một ký ức sâu dài mà đời người không quên được. Nhớ khi trời sụp tối, mưa lâm râm là tía lại đội cái đèn sạc trên đầu, xách bao đi soi nhái ở ngoài ruộng xa.
con nhái nhỏ nhỏ mà lẹ cực kỳ, chậm tay là nhỏ nhảy đi mất. Nhưng làm sao mà lẹ bằng tía cho được? Bởi vậy lúc nào tía cũng đem về một bao thiệt nhiều nhái đưa cho má làm thành những món ngon cải thiện cho bữa cơm gia đình. So với con ếch tướng bự hơn thì con nhái so ra có phần hơi lép dế về kích cỡ, nhưng về vị ngon thì chẳng hề thua kém chút nào đâu. Con nhái đem mần sạch thì bầm thịt ra cho nhuyễn, xào chung lá cách hay bỏ vô nấu cháo thì ngon tới ăn quên cả no luôn đó. Nhái chế biến kiểu này sẽ nhai luôn cả xương, thịt càng ngọt hơn gấp bội. Nhái xào lá cách thì ăn vừa có vị ngọt của thịt nhái, hòa chung một chút nhẫn nhẫn, hăng hăng của lá cách, ăn vô hợp rơ vô cùng. Còn cháo nhái thì nóng hổi, nêm nếm đậm đà và dậy mùi thơm phức. Mùi thơm và cái sự ngon lành của món này sẽ khiến người ta cứ xì xụp, vừa thổi vừa ăn trước khi tô cháo kịp nguội, ngon tới đã đời. Để nói mùa mưa ăn gì cũng thấy ngon hết đó, bởi tiết trời thì mát mẻ nè, mà thêm nữa đó là những cái loại sản vật độc quyền chỉ có mùa mưa miền Tây Nam Bộ mới có thôi. Nó góp mặt vào trong những bữa cơm gia đình, khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn sau một năm trời chờ đợi múc từ cái mùa mưa năm ngoái vậy đó. Tuyệt vậy, chỉ cần vài trận mưa thôi là có nấm mối ngọt ngất để mà ăn, rau càng cua xốp giòn, nhái kho sả mặn mòi hay là tô canh chua trái giác thanh mát, khiến cho người ta thỏa lòng thỏa dạ. Mưa nhiều mà lòng người không hề thấy lạnh, mà còn thấy ấm thiệt nhiều bởi được quây quần bên mâm cơm gia đình ruột thịt, nơi quê hương hai mùa mưa nắng.